Vì vật chất tha hương khắp nẻo, gió sương nhiều khô héo tâm tư, chỉ mong tiền bạc dôi dư, hai từ cơm áo xem như trò đùa, nào ai muốn gió lùa phòng trống, mấy người không dao động lòng tham. Chân trần khắp nẻo Bắc Nam, ở đâu mới thấy an nhàn được đây, chữ giáp có số đất điền, bằng không cũng hưởng lộc tài tự nhiên, anh em nào có cậy trông, tha phương lập nghiệp mà nên cửa nhà. Vợ chồng thay đổi nhiều lần, trai thay đổi vợ gái thay đổi chồng, cho hay duyên số tại trời, khá làm âm đức phước lành hậu lai, số này tuổi nhỏ tay không, lớn lên có của vợ chồng làm nên. Giáp Thìn sinh năm 1964, nghe thấu thiên cơ, bất ngờ đổi vận cực giàu có trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch tới đây. Quý vị thân mến, cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng, vì vậy chúng ta nên quẳng gánh bi quan, nên đón vạn điều với tâm trạng thoải mái hân hoan nhất. Như vậy cho dù tương lai có là mưa gió hay cầu vồng, bạn vẫn sẽ nở nụ cười rạng rỡ nhất. Nhân sinh tại thế, 10 phần thì có đến 7, 8 phần không như ý. Đường đời hiểm trở gian nan cũng khiến người ta dễ dàng ngã lòng và lạc lối. Tuy nhiên, như người xưa vẫn nói, nhân sinh chính là một cuộc tu hành. Mỗi một lần khảo nghiệm tượng trưng cho một lần học tập, học được từ trong những thống khổ, sẽ nhận được sự bù đắp, đó mới là trọng điểm của nhân sinh. Vậy trạng thái tốt nhất của nhân sinh là gì? Có người nói thản nhiên, có người nói khéo léo, thật ra cách sống tốt nhất của một sinh mệnh đó chính là sống thuận theo tự nhiên. Vì vậy, hãy nắm rõ năm bí mật này về già, cô bác sẽ có được một cuộc sống thực sự như ý, thảnh thơi, an nhàn hưởng phước. Hãy cùng Minh Đường Tử Vi lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. Vòng quay số phận mãi xoay vòng, sang hèn vi nhục đều là chuyện của số mệnh. Những ai đã từng thề nguyện bên nhau, có lẽ giờ đã trở thành kỷ niệm. Những lời hứa đã thốt ra liệu có còn được giữ trọn? Giáp Thìn đã trải qua bao nhiêu ủy khuất, nhiều khi nhẫn nhịn nhưng lòng đầy nước mắt. Thời thanh xuân đầy mộng mơ giờ chỉ còn là ký ức thoảng qua như mây bay, thời gian cứ vô tình trôi. Thoát cái Giáp Thìn đã bước sang tuổi 60, ở độ tuổi này, cuộc đời đã sáng tỏ, mọi chuyện dường như đã được thông suốt, bỗng nhiên ta hiểu ra nhiều điều, thấy nhẹ nhõm hơn với mọi chuyện. 60 tuổi là giai đoạn để nhìn lại và cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của cuộc sống. Ở tuổi 60, Giáp Thìn nhận ra rằng cuộc đời là một cuộc hành trình, thời gian trôi đi như chú rùa chậm chạp, nhưng cuối cùng lại về đích trước bất kỳ ai. Khi nhìn lại, 60 năm đã qua với biết bao buồn vui, vinh nhục, một chặng đường dài đã đi qua mà không hề hay biết. 60 năm trước có thể Giáp Thìn đã sống trong giàu sang, phú quý, giờ đây những chuyện tiền bạc chỉ là thứ yếu, thời trẻ có thể đã hoang phí, nhưng bây giờ mới hiểu rằng sự giản dị, tiết kiệm mới là điều quan trọng. 60 năm trước, Giáp Thìn thường nhận được thiệp hồng báo tin vui, nhưng giờ đây, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã lần lượt ra đi. Ngày trước Giáp Thìn tin rằng con người có thể thắng thiên nhiên, một cơn cảm cúm chỉ cần uống chút nước là khỏi. Nhưng bây giờ với tuổi già, bệnh tật không còn dễ dàng qua đi như vậy nữa. Cao huyết áp, tiểu đường, các bệnh tuổi già là điều không tránh khỏi. Thời gian vô tình trôi, nhưng đến tuổi 60, Giáp Thìn đã thấu hiểu được nhiều điều, đã hiểu rằng không nên quá khắt khe. Cần biết sống khoan dung, nhân ái với mọi người, đã biết rằng cuộc đời ngắn ngủi, mỗi ngày cần sống tốt, không hối tiếc hay lo lắng quá nhiều. Quay đầu nhìn lại, Giáp Thìn thấy rằng trong cuộc đời có người đi xe, có người cưỡi ngựa, có người đi bộ và có người chống gậy. Mỗi người đều có con đường riêng, đều có khó khăn và niềm vui riêng, nhận ra rằng mình còn đủ đầy và may mắn hơn nhiều người khác. 60 tuổi không phải là tuổi già nua, mà là thời điểm khởi đầu cho một cuộc sống mới. Giáp Thìn vẫn còn nửa đời người phía trước, vẫn còn nhiều niềm vui và điều thú vị để khám phá. Hãy tìm lại những người bạn cũ, học những điều mới, theo đuổi những sở thích từng có khi còn trẻ. Ở tuổi 60, có thể Giáp Thìn không còn sôi nổi như tuổi 20, nhưng vẫn còn nhiệt huyết trong lòng. Hãy để nhiệt huyết đó được hồi sinh. Đừng nghĩ rằng bây giờ là quá muộn, mà hãy nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu một cuộc sống mới. Một khi đã hiểu rằng mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên, Giáp Thìn sẽ sống an yên, không còn tranh đấu với ai. Hãy sống bình tĩnh, không để những lời nói ngoài tai làm phiền lòng. Ở tuổi này, hãy kiệm lời, không gây rắc rối cho con cái. Cuộc đời là một hành trình, đừng quá quan tâm đến đích đến. Hãy tận hưởng phong cảnh ven đường và những cảm xúc trên mỗi bước đi. Hãy sống trong giây phút hiện tại, nắm bắt mọi chuyện, vì đó mới là phương pháp sống tốt nhất cho Giáp Thìn. Chỉ có hiện tại mới là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế ban cho chúng ta. Thưa quý cô bác tuổi Giáp Thìn thân mến, có đôi lời tâm thư dành cho cô bác tuổi Giáp Thìn như thế này. 2020, 2021, 2022. 2023 là giai đoạn những dòng năng lượng vô hình ảnh hưởng nhiều nhất đến Giáp Thìn, khiến họ phải chịu đựng những sự thay đổi, những sự mừng hụt, những sự vất vả, những sự gian truân và với đôi chút mỏi mệt trên đường đời.
một phần nghiệp lực rèn luyện tài năng của Giáp Thìn để chuẩn bị cho bước đà ở mai sau, một phần nghiệp lực đánh vào tính cách, khiến cá tính của Giáp thì càng thêm phần cô độc, mải miết chẳng sẻ chia, một phần nghiệp lực rèn thêm sự lập dị, nặng thêm phần quái tính ở trung tâm. Những dòng năng lượng vô hình này có một điểm thú vị là đều chấm dứt sự tác động lên Giáp Thìn ở năm nay, nên năm nay với Giáp Thìn là một năm khá là thú vị. Nó là một năm mệnh số không ảnh hưởng tới Giáp Thìn, nghiệp nợ không ảnh hưởng đến Giáp Thìn, không có nhân, không có quả, không có xui rủi, cũng chẳng có thuận may. 2024 là một trong số ít năm Giáp Thìn nắm quyền sinh sát trong tay, tự làm chủ vận mệnh, tự làm chủ đường đi, tự nắm bắt vạn điều trong lòng bàn tay của chính mình. Vấn đề ở chỗ là nếu mà Giáp Thìn than, năm nay chắc chắn họ sẽ giàu lắm lắm, nhưng cái Thìn nổi tiếng là bản mệnh bất cần. Làm vì vui, làm vì thích, chứ chưa chắc đã làm vì nhiều tiền hay có cơ hội thành đạt trong tay. Họ là bản mệnh có thể tự chơi với cái bóng của chính mình, đơn độc với những cái thú riêng, biết chơi, biết hưởng, biết thế nào là ăn ngon, thế nào là mặc chất. Nhưng trong tâm của họ thiếu chữ tham, và vì thiếu sự tham nên đôi khi họ thiếu sự nỗ lực. Đôi lúc họ sẽ nhìn cơ hội hững hờ trôi qua cuộc đời mình mà chẳng buồn liếc mắt, chẳng buồn tận tâm. Không có hiếu thắng, ắt không có vất vả ngược xuôi, xây dựng cơ ngơi tự thành. 2023 là năm mở đầu cho chuỗi 2 năm liên tiếp thuận buồm xuôi gió của Giáp Thìn, kéo dài đến năm 2024. Vậy nên nếu có gì cần tìm, muốn làm cần làm luôn năm nay để sự phát triển được kéo dài đến tận năm sau, trong suốt cuộc hành trình nhân sinh của mình, thì Giáp Thìn từng ở những vị trí trong chán ngoài thèm, từng có những thời điểm ở đỉnh của sự nhân sinh, cũng từng có những khắc ở đáy của tuyệt vọng, từng trải bao thị phi cùng người đời chửi rủa, nhưng cảm xúc sau bao năm đấy lắng đọng lại hình thành một con rồng, Giáp Thìn lãng đãng phiêu du. Không quá quan tâm đến thế sự, chẳng quá để ý đến cuộc đời, một con rồng Giáp Thìn sẽ luôn có cái chất riêng. Ví như là ăn phở phải có hành, thêm 3 giọt giấm, thêm tí lá chanh, nếu là phở gà chấm một cái quẩy chậm thú mà biết hưởng. Một con rồng Giáp Thìn sẽ luôn có cái cá tính riêng, có gu thời trang riêng, có cái nhã hứng và thói quen riêng trong từng thứ nhỏ nhặt của cuộc sống. Đối với họ thì đó là điểm làm nên sự khác biệt của họ với cái thế giới này. Nói nhiều về cái tâm và cái tính của Giáp Thìn là vì đấy sẽ là thứ cản trở họ đến với thành công. Trong cuộc đời họ ít một phần hiếu thắng, họ thiếu một phần tham lam, họ cũng chẳng buồn so sánh bản thân họ với người đời. Nhưng xoay ngược lại thì nếu một ngày tâm họ đủ khao khát thành tựu, thì họ sẽ đến đích và đạt được điều mình mong muốn nhanh hơn bất kỳ ai. Là một con rồng, Giáp Thìn chỉ ở thời điểm có trách nhiệm ở trên lưng, họ mới biến hết những tiềm năng của bản thân họ thành tựu thành thăng hoa. Nhưng có đôi lúc thì dù được yêu, Giáp Thìn vẫn cứ cô độc, không phải cô đơn mà là cô độc. Hay như một ai đấy đã từng viết, thế giới rộng lớn như vậy, người quen bên mình thực sự là ít, ít đến ly kỳ, không biết những người khác sống như thế nào, có lẽ cũng giống nhau, một mình ra quán ăn cơm, đi ra biển người mênh mông lại tìm không ra người nói chuyện. Trong năm 2024 này, thì Giáp Thìn không chịu bất kỳ nghiệp lực nào ảnh hưởng tới mệnh số, vậy nên cuộc chơi sẽ nằm trong tay của họ, họ muốn đi đông thì đi đông, họ muốn đi tây thì đi tây, họ muốn xây nền thành tựu vinh hoa thì họ xây, mà họ lại muốn chơi giải ủ ê thì họ lại do bản thân, họ muốn mong chỉ là nhìn sang một chút. Nếu phí hoài 2024 ắt sẽ không tận dụng được năm 2024, cũng chẳng mấy lúc trong mệnh số một cá nhân lại có duyên số để được thăng hoa suốt 2 năm dài kỳ này. Giáp Thìn thân mến, mỗi một chu kỳ 10 năm thì 6 năm bắt đầu là dựng xây, 3 năm cuối là thu hoạch, 1 năm còn lại thì là bước ngoặt của cuộc đời hay một trang sử mới. Giáp Thìn đang đi vào những năm cuối thu hoạch của mình trong cái chu kỳ này rồi nên cũng không biết nói gì nhiều. Động viên bao năm qua thì Minh Đường Tử Vi cũng đã động viên rồi. Chỉ biết nói là cảm ơn cô bác đã cố gắng đến tận bây giờ, cảm ơn bản thân cô bác đã chiến đấu, đã kiên cường, đã mạnh mẽ đến tận bây giờ, những điều cô bác làm. Những người xung quanh cô bác không thấu, những điều cô bác chiến, người xung quanh cô bác không hiểu, tư duy của cô bác, cảm xúc của cô bác, suy nghĩ của cô bác, người xung quanh cô bác không sẻ chia, nhưng có sao đâu, cô bác đã sống và đã chiến, đã cố và đã chờ. Thì nay thiên địa đất trời, vũ trụ này đã thấu, cũng đến lúc trả lại cho cô bác những thành quả cô bác xứng đáng đạt được rồi, nên hãy rót một ly, hoan ca một khúc với chính mình, cảm ơn bản ngã, bản hồn, bản tâm, bản thể, đã cùng ta kinh qua những ngày khốn khó. Giáp Thìn của tôi ơi, vận thế chuyển rời Minh Đường Tử Vi đã luận giải tử vi 3 tháng tới, là tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch, chỉ ra rằng đây là thời điểm có thiên ấn nâng đỡ, nên mọi thứ sẽ đâu vào đó, nhất là đối với những ai biết lên kế hoạch công việc, thì phát huy được sự hiệu quả trong mọi khía cạnh của cuộc sống, người đang tìm kiếm một công việc mới.
hy vọng sẽ có được sự thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu bản mệnh là người nhanh nhẹn, thích học hỏi thì khả năng phát triển trong lĩnh vực của mình rất cao trong thời gian ngắn. Ảnh hưởng của dịch mã chủ về dịch chuyển, di chuyển nhiều, đòi hỏi bản mệnh phải nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh. Không thể ì ạch như trước đây, bù lại thì cuộc sống năng động, giúp cô bác học hỏi được nhiều hơn trong thời gian ngắn. Khi làm việc trong môi trường cạnh tranh lớn thì Giáp Thìn sẽ có một tháng hết sức sôi động thi đua, chẳng khiến cho cô bác bối rối, mà trái lại giúp Giáp Thìn mạnh mẽ hơn. Có thể coi 3 tháng này là một thời điểm hút vàng, hút bạc của người tuổi Giáp Thìn, báo hiệu với nhiều may mắn thịnh vượng. Cô bác có thể bắt vào guồng quay, nhanh chóng tìm ra xu thế của thị trường, nên có cơ hội vượt lên trên đối thủ, khẳng định vị thế của bản thân. Cục diện tam hợp đem tới những tác động tích cực cho chuyện làm ăn. Người làm đầu tư kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng thị trường, ký kết hợp đồng với đối tác. Thời điểm này, cô bác có thể làm quen được với những đối tác khách hàng đầy triển vọng. Đối phương không những muốn hợp tác lâu dài với cô bác mà còn sẵn lòng giới thiệu cho cô bác những mối khách hàng mới. Người làm ăn buôn bán nắm bắt được nhu cầu chi tiêu mua sắm của thị trường nên có thể đưa ra những mặt hàng phù hợp với giá cả hợp lý, khiến đơn hàng đổ về tới tấp. Dù có thể cô bác sẽ vất vả một chút, song túi tiền của cô bác ắt sẽ được rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương thì những thành tích xuất sắc sẽ gặt hái được ngay vào thời điểm này, có thể khiến lãnh đạo có ấn tượng sâu sắc. Cô bác có thể nhận những nhiệm vụ khó bỏ, ngay cả khi người xung quanh đều e ngại, nếu hoàn thành xuất sắc sẽ được chạm tay vào cơ hội thường nóng, thậm chí là thăng chức, tăng lương. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý đến sự ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh, cô bác chớ nên quá nóng vội trong việc làm giàu, vì như vậy sẽ dễ rơi vào cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn. Hãy phân tích hai mặt lợi và hại của công việc thật rõ ràng. Trước khi quyết định có bắt tay vào đầu tư kinh doanh hay không, cuộc sống đang ổn định hơn, giúp cô bác có nhiều thời gian cho bản thân hơn trước. Người độc thân muốn thu hút người khác giới thì nên chăm chút hơn cho vẻ ngoài, khái niệm tốt gỗ hơn tốt nước sơn quá cũ rồi. Bây giờ cô bác cần tốt cả hai, biết đâu sự quyến rũ của cô bác có thể mang lại kết quả khác biệt trong quá trình tìm kiếm nửa kia đấy. Những cặp đôi trong tháng này nên trong thời gian gặp gỡ, gần gũi với người thân, vì đây chính là cơ hội tốt để gia tăng tình cảm đôi lứa, cũng như là người nhà của cả hai. Càng trưởng thành thì cô bác sẽ càng nhận ra rằng không có gì quý giá hơn những mối quan hệ này đâu. Nếu bản mệnh đang mắc kẹt trong một mối quan hệ không lành mạnh thì tháng mới sẽ gửi nhiều tín hiệu giúp cho cô bác buông bỏ nó. Đôi khi không phải là họ tốt hay là họ xấu, mà chỉ là tình cảm đã không còn được như trước đây nữa rồi. Người tuổi Thìn hãy nhớ rằng điều quan trọng là đừng cảm thấy quá áy náy vì quyết định của mình, chỉ là cả hai cô bác đã quá khác xa quan điểm ở nhiều mặt trong cuộc sống. Việc dừng lại không có gì là đáng sợ cả, quan trọng là cả hai sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình trong tương lai. Nhờ vào việc biết buông bỏ hiện tại đúng lúc, đúng cách, tử vi tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch của tuổi Giáp Thìn có lục bạch ngụ tại Trung Cung, nhắc nhở mệnh chủ nếu phải đi xa trong ngày hôm nay, thì cần phải hết sức chú tâm đảm bảo an toàn, làm cho bản thân đừng để xảy ra những sự việc đáng tiếc. Con giáp tuổi Thìn nên nhớ là việc đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh là điều ưu tiên hàng đầu. Thời gian này thì trong các chuyến đi xa, cô bác hạn chế việc cầm lái vì khả năng tập trung không cao. Ngoài ra thì bạch hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì cô bác nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên. Thưa cô bác Giáp Thìn thân mến, vậy là cũng đã gần hết nửa đầu năm 2024, với một số cô bác mệnh đã gặp được thời thế thuận, vận hanh thông, cuộc đời cứ thế phất lên như diều gặp gió. Tử vi chi tiết tháng 6, tháng 7 và tháng 8 âm lịch. Tháng 6, tháng 7 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng 6, tháng 7 âm lịch, tuổi Giáp Thìn gặp cục diện bán cát bán hung, có cát tinh trợ mệnh. Nhưng bên cạnh đó vẫn có hung tinh rình rập, điều đó đòi hỏi bản mệnh làm gì cũng phải tính toán trước sau, cân nhắc thiệt hơn trước khi hành động. Tháng này cục diện tự hình gây ra nhiều vận không cát lợi, công danh sự nghiệp có phần bấp bênh do trạng thái tâm lý của bản mệnh không vững. Tuy nhiên, lại có nguyệt lệnh quan đới trợ đường quan lộc, sự nghiệp có nhiều biến chuyển hy vọng, đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Tài lộc được dự báo có cơ hội thăng tiến nhờ tài tinh chiếu mệnh, quý vị càng chăm chỉ cày cuốc thì thu về càng nhiều thành quả. Tuy nhiên, vận khí chưa ổn định, có giữ được tiền trong tay hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Đôi khi bản mệnh có thể vì chủ quan quá mức mà đưa ra những lựa chọn, quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc mất mát, hao tổn. Tháng 8 âm lịch. Được nhiều cát tinh cao chiếu, vận khí của người tuổi Giáp Thìn có dấu hiệu tăng mạnh. Đây là quả tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực của cô bác trong suốt thời gian qua. Nhân đó hãy đứng lên bằng chính đôi chân của mình và gây dựng sự nghiệp.
Tinh thần làm việc trong tháng này lên cao khá rõ, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần. Nguyệt lệnh quan đới giúp bạn thêm tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay. Vận quý nhân của con giáp này trong tháng cũng rất vượng, dưới sự che chở của quý nhân, bản mệnh mưu sự dễ thành, dù là người làm công ăn lương hay làm tự do. Con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được, bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được, dù vậy vẫn nên tránh ngựa non háo đá, kẻo vận may bay biến. Vận may về tài chính cũng sẽ tới với những chú rồng trong tháng 8 âm lịch, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ, nguồn thu từ công việc chính đảm bảo cho bạn một cuộc sống đủ đầy. Xét tử vi sự nghiệp tháng 6, tháng 7, tháng 8 âm lịch. Tử vi tháng 6, tháng 7 âm lịch cho thấy, phương diện sự nghiệp của con giáp này chịu tác động khá lớn từ cục diện tự hình thái tuế, tâm trạng suy nghĩ không thông thuận ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc. Giáp thìn có thể thấy liên tục gặp trở ngại hoặc chuyện xui xẻo đeo bám, tinh thần bất ổn khiến bản mệnh khó kiểm soát cảm xúc, có xu hướng gây gổ với người khác. Đôi khi chỉ là những cuộc trao đổi công việc nhưng có thể trở thành tranh luận gay gắt khi hai bên có quan điểm nhìn nhận trái chiều, từ đó rất khó tránh khỏi họa thị phi. Thêm nữa, hung tinh thái tuế còn khiến cái tôi của giáp thìn bị đẩy lên cao quá mức, bản mệnh thường thích hành động một mình, không thích bị người khác can thiệp, thậm chí có lúc còn áp đặt suy nghĩ cho mọi người xung quanh, nội bộ tập thể lục đục, không khí tại môi trường làm việc căng thẳng thì bản thân bạn cũng chẳng được yên ổn mà hoàn thành công việc. Theo đó, làm gì thì cũng cần phải có thái độ khiêm nhường, lễ độ, đừng để thói kiêu căng và sự độc đoán làm rào cản ngăn bạn tiến tới thành công lớn. Bù lại, nguyệt lệnh tháng này rơi vào đất quan đới sẽ là một tín hiệu tích cực cho đường quan lộc của những chú rồng. Sự nghiệp báo hiệu có nhiều biến chuyển hy vọng, cần phải tận dụng thời cơ để đạt được mục tiêu của mình nhanh chóng nhất có thể. Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, hãy coi những bấp bênh mà tự mình gây ra là một sự rèn luyện cho tiền đồ tương lai. Thông qua đó, bản mệnh cũng sẽ có cơ hội để khám phá các khía cạnh mới mẻ khác của bản thân, cũng như vượt qua những nghi hoặc về khả năng của mình. Tử vi tháng 8 âm lịch cho thấy, vận khí tháng này tăng mạnh, giúp kế hoạch của người tuổi Giáp Thìn diễn ra trôi chảy và thuận lợi vô cùng. Đồng thời, bạn cũng sẽ có nhiều việc phải làm hơn, cơ hội tới dồn dập nên hãy tận dụng đúng lúc, đúng việc nhé. Tháng này Giáp Thìn được cả nguyệt lệnh lâm quan đới và sao Thái Dương chiếu mệnh, nên vận quý nhân vô cùng vượng. Dưới sự che chở của đối phương, mưu sự dễ thành, Giáp Thìn thêm tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay. Tinh thần làm việc trong tháng này lên cao khá rõ, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần, đặc biệt, chức vụ, danh tiếng của bản mệnh ngày càng được củng cố vững vàng trong tập thể, con đường công danh, sự nghiệp thẳng tiến về phía trước. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều có thể hài lòng với những gì đã đạt được, bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được. Làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đó chính là bí quyết giúp bạn thành công hơn nữa, vì thế, hãy dành chút thời gian để hoạch định các kế hoạch rõ ràng. Sắp xếp lịch trình hợp lý, tinh thần vừa thư thái và dễ lại đạt hiệu quả cao. Xét tử vi tài lộc tháng 6, tháng 7, tháng 8 âm lịch. Tử vi tài lộc của tuổi Giáp Thìn trong tháng 6, tháng 7 âm lịch có thực thần đứng bóng, dự báo có cơ hội thăng tiến. Chủ yếu là thuận lợi ở mặt kiếm thêm bên ngoài, bản mệnh càng chăm chỉ cày cuốc thì thu về càng nhiều. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tự hình khiến vận khí chưa ổn định, có giữ được tiền trong tay hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Đôi khi bạn có thể vì chủ quan quá mức mà đưa ra những lựa chọn, quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc mất mát, hao tổn. Đặc biệt người làm kinh doanh nên hạn chế tham gia đầu tư các hạng mục mạo hiểm, đồng thời tránh xa cờ bạc đỏ đen. Không làm thì thôi, đã làm thì phải nghiêm túc và kiên trì và chấm dứt ngay tâm lý ăn xổi ở thì một cách nhất thời, làm gì cũng cần đảm bảo sự chắc chắn và lâu dài. Với người làm công việc cố định, mặc dù được nguyệt lệnh quan đới tiếp thêm sinh khí, tài lộc khởi sắc dần về cuối tháng, nhưng giai đoạn này Giáp Thìn vẫn chưa tích lũy được nhiều, thu nhập ở mức cân đối, chưa thực sự tăng vọt, trong khi đó các khoản phí sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều, nhìn chung vẫn cần chi tiêu hợp lý, đừng vung tay quá chán. Tử vi tháng 8 âm lịch dự báo, nhờ có tài tinh chính tài chiếu mệnh, vận may về tài chính cũng sẽ tới với những chú rồng trong tháng này. Các khoản thu nhập đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái lợi nhuận không chỉ từ công việc cố định, mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Với người làm kinh doanh, bản mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước, các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng đều diễn ra thuận lợi, bản thân bạn được hưởng lợi không nhỏ. Hơn nữa, Thái Dương cát tinh báo hiệu bạn còn dễ gặp được quý nhân. Đó có thể là khách hàng nam hoặc một người bạn kết giao lâu năm, mang tới cho Thìn các cơ hội đầu tư, làm ăn ngon nghẻ,
lợi nhuận thu về không nhỏ. Tuy nhiên, bạn vẫn cần cẩn thận với các loại giấy tờ, rà soát kỹ càng để tránh sai sót, nhẹ thì bị phạt tiền, nặng còn liên quan đến kiện tụng pháp luật, không thể chủ quan. Bên cạnh đó, Giáp Thìn cũng nên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tích lũy tài chính. Con giáp này dù có năng lực kiếm tiền, song vốn chi tiêu hào phóng, nên thường không tích góp được nhiều, vì vậy cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, khi đó bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Tử vi sức khỏe tháng 6, tháng 7, tháng 8 âm lịch. Tháng 6, tháng 7 âm lịch tuổi Giáp Thìn cũng sẽ cần lưu tâm hơn tới sức khỏe của mình, thiên nguyệt chủ ốm đau ảnh hưởng. Sức khỏe liên tục xuất hiện tình trạng bất thường, bản mệnh cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Tâm lý chịu nhiều ức chế, dồn nén, để lâu dài cũng có thể biến thành tâm bệnh. Quý vị cũng nên chú ý chăm sóc sức khỏe tinh thần, học cách giải tỏa tâm lý, tự tìm kiếm niềm vui để đầu óc được nhẹ nhàng. Suy nghĩ tích cực thì ắt sẽ thấy cuộc sống không còn quá áp lực. Ngoài ra, người tuổi Giáp Thìn cũng nên hạn chế uống rượu bia. Chúng không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất mà còn tác động đến cả tinh thần của bạn nữa. Tháng 8 âm lịch, tình hình sức khỏe tuổi Giáp Thìn duy trì ở mức ổn định. Nhìn chung thể trạng của bạn không xảy ra biến động lớn. Có chăng chỉ là vì thời tiết giao mùa biến đổi thất thường, khiến bạn mắc các triệu chứng cảm cúm thông thường. Bên cạnh đó, đôi khi bạn cũng khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải do làm việc quá sức hay sinh hoạt không điều độ. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi, thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chú trọng luyện tập thể thao, đặc biệt là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao thì càng cần chăm chỉ rèn luyện. Xét tử vi tình duyên gia đạo tuổi Giáp Thìn tháng 6, tháng 7, tháng 8 âm lịch. Tháng 6, tháng 7 âm lịch, do không có đào hoa trợ mệnh, nên chuyện tình cảm của tuổi Giáp Thìn trông không quá tốt, cũng chẳng quá xấu. Tự hình khiến đôi khi bản mệnh trở nên có phần ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân mà không đặt mình vào hoàn cảnh của nửa kia để suy xét vấn đề. Có chuyện gì cũng nên chia sẻ với nửa kia, đừng giấu hết trong lòng, sẽ tạo thành khoảng cách và sự nghi ngờ lẫn nhau. Đặc biệt là giữa các cặp vợ chồng càng nên hạn chế để bí mật tồn tại giữa cả hai, nên nói ra để cùng nhau cố gắng vượt qua hoặc tìm cách giải quyết. Tháng 8 âm lịch này, Nguyệt lệnh lâm quan đới ở Thìn không những mang tới tin vui về công danh, sự nghiệp, mà còn mang lại cho bản mệnh mối nhân duyên tốt lành, được các tinh trên cao phù trợ, tuổi Giáp Thìn tự tin trong giao tiếp, khéo léo trong cách hành xử. Sức hút cứ thế lan tỏa, dù được không ít người thầm thương trộm nhớ, song bạn vẫn nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng kẻo tự mua dây buộc mình. Những cặp vợ chồng kết hôn đã lâu, tình cảm cũng như được hồi sinh, cả hai dành nhiều thời gian chia sẻ công việc nhà, cùng nhau hoạch định những việc cần làm cho tương lai. Gia đạo hài hòa, êm ấm, giúp tinh thần bản mệnh thoải mái và thêm cố gắng hăng hái vì gia đình. Quý vị thân mến, đa phần chúng ta rồi cuối cùng sẽ tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời khi đã ở tuổi 60. Một khi bước qua tuổi 50, con người ta sẽ hiểu thế nào là cô đơn, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ta đã nhìn thấu hồng trần, không còn tranh giành hay tranh đấu với ai nữa, ta bắt đầu sống vững tâm ở độ tuổi này, đến tuổi 60. Chúng ta nên tập thói quen và cô mặc kệ những lời nói ngoài tai và cột, dù người khác nói gì ta cũng nên lắng nghe với tâm hồn, cởi mở, đừng kích động và bình tĩnh suy nghĩ. Ở tuổi lục tuần, ta hãy là người và cô kiệm lời và cốt đừng gây sự hay gây rắc rối cho con cái của chúng ta. Người ở tuổi 60 đã trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, chứng kiến nhiều câu chuyện ở đời, vào độ tuổi và cô tiền bối và cô này. Nếu muốn sống an yên, vui vẻ suốt quãng thời gian tuổi già, thì không nên vi phạm những nguyên tắc này. Hai điều không không được kết giao, hai thứ không được đụng vào, hai điều không được kết giao. 1. Không kết giao với lợi ích. Người xưa có câu tiền bạc càng vay càng mỏng, tình cảm càng mượn càng nhạt. Trên thực tế, một khi con người bước qua tuổi 60 tuổi là đồng nghĩa với việc họ đã già. Có rất nhiều việc họ không thể kiểm soát và giải quyết như khi còn trẻ. Thế nên sau khi bước qua tuổi 60, chúng ta phải biết bình tâm hơn. Bản chất của lợi ích là đòi hỏi sự trao đổi giữa hai bên với nhau. Một khi bạn không có giá trị nữa, thì sẽ rất ít người đuổi theo và coi trọng bạn. Người đến tuổi 60, cơ thể bạn đã già, tư tưởng và năng lực cũng dần suy thoái. Bạn không có nhiều giá trị như xưa nữa. Làm thế nào mà người khác có thể trao đổi lợi ích với bạn? Thế nên, một khi đã đến tuổi 60, đừng kết giao với hai từ lợi ích vì năng lực của bạn không còn được coi trọng nữa. Bây giờ đã không còn trẻ nữa, bạn đừng cố ép bản thân, hãy để tâm hồn thư thả và học cách đối xử tốt hơn với chính mình hơn. 2. Không kết giao với sự tranh luận. Một khi đến tuổi 60, chúng ta không nên cãi vã, cáu gắt, kích động
Hãy học cách bình tĩnh để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. 60 là tuổi mặc kệ lời ngoài tai, không phải tuổi xông pha chiến trường. Thế nên sự yên ổn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Mặc kệ lời ngoài tai ở đây là khuyên bạn không nên tranh luận với người khác. Thắng một cuộc tranh luận đối với bạn cũng chẳng có lợi gì cả. Bạn đã 60 tuổi rồi, tốn hơi sức để tranh luận có ích gì không? Điều bạn cần làm là không cáu gắt, không bốc đồng. Những cuộc tranh luận vô nghĩa chỉ làm tăng thêm gánh nặng tâm lý và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên, có người chỉ muốn tranh luận vui, dù biết mình sai nhưng vẫn phải tìm cách phản bác. Đây là một thú vui không nên có, nhất là đối với những người tuổi xế chiều, kiệm lời vẫn hơn. Hai thứ không được đụng vào. 1. Không đụng vào điếu thuốc. Ngay cả trẻ em cũng biết rằng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Chất nicotine trong lá thuốc có thể làm tăng nguy cơ bệnh tật, nhất là đối với người cao tuổi. Hút thuốc tuy có vẻ ung dung, nhẹ nhàng, nhưng thực chất người hút đang đánh đổi sự thoải mái đó bằng sức khỏe. Hút thuốc vừa không đem lại hiệu quả kinh tế, vừa gây phiền hà cho người khác. Thuốc lá không chỉ làm tăng chi phí sinh hoạt, mà bản thân người hút thuốc còn làm gương xấu cho thế hệ trẻ. Nói chung, một khi trên 60 tuổi, sức khỏe đã không còn tốt như trước, vì vậy hãy cố gắng không đụng vào điếu thuốc. 2. Không đụng vào bài bạc, song bạc không tình thương. Khi bước qua tuổi 60, con người cần phải có quyết tâm riêng và xây dựng cho mình một cuộc sống về hưu thật phong phú. Ở cái tuổi đang hưởng thụ hạnh phúc gia đình, thì hà cớ gì phải đụng vào những thú vui không lành mạnh. Người xưa có câu, 10 canh bạc, 9 canh thua, câu này không phải là không có lý. Khi chơi bài, nếu để ý bạn sẽ thấy rằng cuối cùng không có ai thắng, thay vào đó, người chơi chỉ biết chung tiền. 60 tuổi nên làm gì? Hai thứ không kết giao, hai thứ không đụng vào để cuộc sống xế chiều luôn vui khỏe, lành mạnh. Người trẻ còn biết rằng bài bạc chính là thủ phạm chính gây ra bất hòa trong gia đình. Không lẽ người già lại không hay điều này? Thế nên, vì muốn con cái yên tâm, vì sức khỏe của chính mình và sự hòa hợp của gia đình, hãy tránh xa bài bạc dưới mọi hình thức. Tóm lại, đạo lý tuổi 60, không kết giao hai điều, không đụng vào hai thứ thật sự rất có lý. Đến tuổi xế chiều, hãy tận hưởng cuộc sống của chính mình, bớt suy nghĩ để tâm bình an. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Chúc quý khán giả có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.